Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018, anh Nguyễn rất vui mừng được lắp cho em Quang ở xã Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Linh một bó karaoke. Các thiết bị gồm có như sau: Motorola CAF 325, dòng loa này nó sử dụng là 4 dép một bên, lò vải xịn CAF và loa DK, loạt DK X6, bát 50, gân lụa tầm dầu, xét kèn titan. Và loạt DK X6 của thương hiệu đã đi chiếm được là người đam mê thanh vát và một quả trầm em đây. Vỏ gỗ rất đẹp, bát 40, trầm em vừa mới tinh, nhập khẩu Trung Quốc. Loại em đây, trầm em đây. Và loạt DK và khôn một toa có 25 để tạo tiếng mềm và một chiếc máy lực tiếng Idol V 100, một lọc Davis 221, một vách X2, một vang số X16, cụ này là A là 0B và ra thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.